Chào mừng các anh chị đã quay trở lại với kênh chứng khoán của em. Hôm nay ngày 12 tháng 5, em cũng sẽ cùng với các anh chị đi qua nhận định các thị trường ngày hôm nay. Cùng với đó chúng ta sẽ phân tích một vài dòng cổ phiếu mà mình vẫn còn mua được. Để anh chị có một cái góc nhìn tốt hơn nhằm phục vụ việc đầu tư của anh chị nó hiệu quả hơn. Hôm nay cũng sẽ kiếm một số những mã cổ phiếu nó còn mua được cho anh chị. Cơ bản ngày hôm nay thị trường cũng tăng khá nhiều. Chúng ta quay lại VN-Index của ngày hôm nay. Hôm nay VN-Index chúng ta tăng 13,05 điểm, tương ứng với 1,04%, đóng cửa mức 1.269. VN-Index chúng ta có những thời điểm nó thấp dưới 1.249. Tính ra trong phiên này thì cái biên độ dao động của nó lên tới 20 điểm rồi. Thì có những thời điểm nó rớt xuống 1.249 tại vì nó còn dư địa, nhưng mà còn dư địa ở cái phiên ngày hôm qua. Đó. Như hôm qua em đã nói, cái phiên hôm qua em đã nói cái phiên này chỉ là một cái phiên sắc cao của nhà đầu tư, sắc cao nhà đầu tư ra thôi, không có gì phải đáng lo cả. Và cái phiên hôm nay là cái phiên rất tốt để chúng ta có cơ hội chúng ta vào hàng. Đó. Em sẽ tua lại cho anh chị nhìn thấy cái video hôm qua em làm. Đây, nhận định thị trường ngày 10 tháng 5 mà tâm điểm mà phần thưởng cái sự kiên nhẫn nè. Ok, ngày 10 tháng 5, 11 tháng 5 nè, đó, gỡ bỏ thêm mối dòng tiền là cơ hội tốt để vào hàng nè. Thì hôm nay, sáng nay em cũng cho cái nhóm khách hàng của mình, đây, đó, cái nhóm khách hàng nè, đây, lưu ý nè, những mua những mã này thì hôm nay nhóm mình bắt được những mã nè, CTG nè, cái công băng nè, đó. Hai cái mã này nó đạt ngay cái yêu cầu của mình thì mình bắt được hai cái mã này. Nó còn những anh chị khác thì có thể bắt quanh những cái giá này, không nhất thiết là phải nó ra hiện ra 35 bắt, hơn 35 tới 35.5 bắt cũng được, hoặc là 34.5 bắt cũng được. Đó. Cái này thì cái mình cộng trừ tầm 1-2% cũng được, nó không vấn đề gì cả. Nó vẫn là tốt. Đó. Thì sáng nay thị trường nó nhúm đỏ xuống thì nó cũng là cái cơ hội để mình nhảy vô. Đó. Thì khi mà nhảy vô thì buổi chiều chúng ta đã có thành quả liền. Đó. Thì lát mình sẽ đi qua review cho các anh chị xem nhé. Đó, thì hôm nay thị trường chúng ta vận động với một cái khối lượng thấp hơn ngày hôm qua nữa. Đó thì càng đi lên cao cái khối lượng nó thấp lại thì cái đó là rất tốt nha, không vấn đề gì cả, rất tốt. Nếu mà cái tính hôm nay á, nếu mà hôm nay có thể tính là có phiên test cung á. Nếu mà tính về cái vị VN test cung thì hôm nay là một cái phiên test cung. Thì ngày mai cái dự định ngày mai nó chạy rất là cao. Đó, như mà nói khi một cái giai đoạn nó đẩy như vậy nè, sẽ có những cái phiên sắc cao. Cái khối lượng thấp là đóng cửa thấp nhất phiên nè, thì em cũng đã nói là được yên tâm, không vấn đề gì đâu. Đó, đây. Trao đổi. Đây. Nè, tối nay có những danh sách nè, tham gia nè. View qua thấy sự bất ổn nè, đánh giá hôm nay một phiên sắc cao của bỏ cho tôi nè. Thay máu dòng tiền nè, ép nhờ tôi cho em mới có động lực đi tiếp nè. Đó. Đơn giản chỉ cần chọn những cổ phiếu tốt, điểm mua tốt và ngồi yên thôi. Đó. Đơn giản vậy thôi. Đó thì hôm nay đúng không ạ? Anh chị có thể thấy nha. Chị thấy cái mà em dự đoán nó không sai. Em rất ít khi dự đoán thị trường nó nay xanh mai đỏ như thế nào. Nhưng mà nhìn cái thị trường, cái sự vận động chung của cái thị trường chung và mình nhìn cái sự vận động của cái cổ phiếu thì nó thấy cái sự khá tương đồng với nhau trong cái phiên hôm qua. Khi mà nó cuối phiên nó sắc cao qua, nó có những cái phiên bán loại bỏ, đẩy cái nhà đầu tư nhỏ ấy đi và có dự định ngày hôm sau, ngày hôm nay nó như cái khối lượng rất là thấp thì chứng tỏ nhà đầu tư nhỏ lại bán ra thôi, đó không vấn đề gì. Còn cái lý do lần sau đó thì chúng ta cũng không, em cũng không tìm hiểu kỹ là biết sao vì sao mà cuối phiên nó lại có cái, yếu tố bất ngờ như vậy. Chúng ta chỉ nhìn thấy cái sự vận động cung cầu và cái giá đóng cửa, mình rất biết được cái mục đích của tạo lập đó là gì thôi. Thì khi mà tạo lập họ đóng cửa cái giá thấp nhất phiên vậy thì sẽ có những cái tạo một cái tâm lý hoang mang cho nhà đầu tư vào cái ngày hôm sau. Và khi mà họ cảm thấy hôm nay mình chưa bán được, nó ấp vào cuối phiên nhanh quá và bận công việc gì đó chưa có thể vô được, chưa có thể bán được, thì qua ngày hôm nay họ bắt đầu mang họ bán đó, họ mang vào bán thì hôm đó, sau khi mà hấp thụ xong vận hàng bắt đầu kéo lên đó. Anh chị thấy nè, anh chị thấy là cái vùng giá này không, làm hôm qua phiên hôm qua nè, đó phiên sáng nay nè, cái vùng giá thấp nè, cũng có cái lượng cầu nó vô nó bắt đó,
nhưng mà cũng có là anh chị thấy không, cái vốn nhỏ 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 là những cái vùng giá thấp này nè, cái vốn nó nhỏ 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 là thì nhà đầu tư nhỏ lại họ bán ra, và ai mua thì chính là tổ chức kịch mấy cái đội nhóm họ mua với ai đó. Chị thấy mà đó, ở cái vùng đây nè, càng thấp này là cái lượng cầu vô nó hấp vô càng tốt nè, mà khi mà hấp đủ xong rồi đó à, cái giai đoạn phía sau kéo lên. Chị thấy mà đó, cái lượng tiền tham gia nhiều nè, tổ chức họ kéo lên nè đó. Khi mà loại bỏ nhỏ lẻ đây là thì tổ chức rồi các đội nhóm kéo lên ép họ phải mua giá cao, nếu mà cái quá trình sau họ muốn tham gia lại ép họ phải mua giá cao hơn, và họ bán là không cho họ không, tổ chức không cho cơ hội để họ mua lại được đó, mua lại mua phải mua giá cao hơn đó. Thì cái đó là cái ý đồ của cái ngày hôm nay, và nhiều người họ cũng sẽ dựa vào cái tình hình Dow Jones rồi tình hình thế giới để họ mua bán. Thì chúng ta cũng nên hiểu là tổ chức Việt Nam, tổ chức đội nhóm Việt Nam nó đánh đó, nếu mà nó dựa vào Dow Jones nó đánh như vậy, nó lập kế hoạch đánh theo Dow Jones vậy, thì anh chị tối nào cũng đang nhìn Dow Jones là sáng ra ta tối thấy Dow Jones đỏ sáng sớm là bán xong, hoặc là tối thấy Dow Jones xanh sáng sớm à sáng sớm mà mua, thấy đỏ mua vô nó thì nó dễ quá, nó dễ ăn quá, thì cái thị trường Việt Nam mình nó vận động nó không có dễ ăn như cái anh chị suy nghĩ đâu. Tạo lập đội nhóm thì nó đánh theo nó có kế hoạch hết rồi. Thì hôm nay chúng ta nhìn qua dòng tiền tự doanh hôm nay dòng tiền nước ngoài hôm nay cũng bán ròng nha, bán ròng ròng vã mấy ngày hôm nay rồi. Chúng ta đi xem qua cái vận động hôm nay vận động anh chị thấy không ạ, TCB nè đó, ba con bank đóng góp rất nhiều đây, bốn con nè này, HBG có cái sự hồi phục vào cuối phiên đó, và có Masan nè, Masan này thì Masan thì nó đang có một cái tin mà ở đằng sau bán cái CrowdX cho Alibaba, nhưng mà anh chị cũng phải nếu mà tìm hiểu sâu thì anh chị cũng phải nên tìm hiểu sâu về cái tin này, chưa biết thực hư như thế nào nha, nhưng mà cái có thể là nó cũng tác động tới cái việc mà kéo giá Masan này lên, nó tin đồn thôi mà chưa có xác nhận. Còn chiều giảm có viết là Vietcombank, Vinhome này, ba ba có ông lớn lớn tướng ở đây nè, Sapeco cũng vậy nè đó, nhưng mà cũng không, nhưng mà cái chiều tăng thì Techcombank hôm nay cũng tăng khá khá ngon nha đó. Thì hôm nay team mình có bắt được Techcombank CTG, Techcombank thì là tra khúc trước đã bắt từ giá từ tầm giá từ 40 đến 43 rồi, nó bắt dần ở khu vực đó rồi, giờ lên cao thì cũng không, cũng bắt cố giá dưới 47 ngày hôm nay thôi đó. Thì chúng ta cũng sẽ đi qua review cái thị trường VN Index của chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta thì chưa dùng ACB nha, còn ACB là hôm nay nè, hôm nay là một phiên có thể gọi là test cung là khối lượng thấp nè, hồi phục vào cuối phiên 1% nè, phiên là phiên test cung nha, thì khả năng mai chạy ít cả, không có điểm mua, nếu mà mua phải mai phải đợi, nếu nếu mà mai mà nó mở cửa ra tham chiếu hay gì phải bu vô mua liền, chứ đợi mà nó chạy thì không chịu nha. BID BID nay tăng 1,31% nè, khối lượng cũng tăng hơn trung bình nè, nhưng ở con này nó phải giật dẻo lắm, nó sẽ bò từ từ lên, nó không có đi liền đâu, tại vì khung những cái cuộc này những cái ông mà kẹt hàng còn nhiều lắm, không nên tham gia những mã này. Chúng ta có CTG đó, CTG hôm nay nè, hôm nay nó lắp được cái gap nè, nó lắp được cái gap ở dưới đây nè đó, nó lắp được cái gap này, hôm nay là em cho mở mua ngay khi mà nó lắp cái gap nè, mình bật qua đây thì nó cho nó đầy đủ nha anh chị nha. Đó, anh chị thấy không, hôm qua em khoanh cái vùng gap này, hôm nay lắp được nè, bật lên này nè đó, anh chị bắt được rồi, chúc mừng các anh chị, lãi đâu đó 3-4% trong phiên luôn đó. Đó thì từ bắt được, nếu mà giá đỏ bắt từ giá 40-39 đi trên 45 lãi 1K1 một cổ phiếu rồi cũng ok đấy chứ nhỉ, hôm nay team mình cũng bắt được, team em cũng có bắt được. Đây thì mình có bắt được quanh 4,8 này đó, thấy công bằng cũng thế, con này giờ nó chạy rồi, giờ kêu bắt thì bắt kiểu gì đó anh chị ha. Đó bữa thì dưới 47 thì em cũng nhắn mua cố cái này đi, dưới 47 nè, nó có cơ hội rất là nhiều lần, nhưng mà khi mà nó chạy đi rồi vô, nó vô rồi nè thì không mua nữa nha anh chị, cứ ngồi đợi cái gấp cái gáp đi, chả gấp đâu, cứ yên tâm ngồi đợi đi.
đợi khi nào em chốt lời xong rồi những cái người đằng sau đợi gấp gáp mua cũng được, không vấn đề gì ha. STB hôm nay cũng vô tốt, trời, hôm nay con này trần quá mạnh đó. Chị có thể thấy là cái xu hướng của giờ là càng đi lên cổ phiếu nó càng mạnh thôi. Nếu mà chị nắm giữ từ đây lên tới đây 3 mấy% rất là dễ nha. Còn mua rút ra rút vô thì chịu, anh chị không có cái khả năng mà mua ở đây bán lên đây xong mua ở đây mua xuống đây mua và bán ở đây ra. Nhiều khi anh chị bán ở đây xuống đây nó gãy quá, anh chị lại anh chị lại sợ không dám mua đó. Thì còn STB này quá mạnh rồi, cái dòng tiền nó vô quá khủng khiếp nha, chả không có điểm mua nữa nha. Mua phải mua dưới khúc dưới đây nè, hoặc quá đu cao lắm phải mua dưới đây thôi, tại vì nó gần cái nền này. Cái nền một này, nền hai thì nó sẽ lên nó đi nền ba, nó trong môn vô cái giai đoạn chỉnh phước. STB HD Bank, HD Bank hôm nay cũng có tiền vô này. Này cũng test cung nè, khối lượng này không hơi to xíu thì cũng có sự đeo bám, nhưng mà nhìn chung nếu mà con những cái dòng ngân hàng nó vận động tốt thì con những cái con này cũng sẽ tăng theo thôi. MB Bank này, MB Bank thì trong cái tư thế chuẩn bị break đỉnh rồi nè, tiền vô tiếp rồi nè đó. MB Bank mà buổi hôm sáng này mình nhúng này mua được thì rất tốt, nó vẫn lời. Nếu mà sáng nay đỏ mà anh chị dám mua thì chúc mừng các anh chị nha, rất là tốt. SHB nè, SHB này hơi khó đánh, nó cũng trong một cái pin nào đó thôi đó, chưa chạy được đâu, nó chưa có đủ điều kiện nó chạy đâu. Hôm nay cũng test cung nè, nay cũng test cung này nha, thì có khả năng mai nó sẽ chạy, nhưng mà nó phải chạy quét ra được khỏi vùng 241 này luôn nè. Đặt cái này kháng cự nó hơi cứng một chút, đừng kháng cự MA này phải chạy qua được luôn nha. Việt Bốt không còn điểm mua, em nhắc qua vậy thôi đó. Anh chị thấy này, cái khả năng đi của nó mà càng đi càng mạnh, càng đi lên càng mạnh thôi đó. VIP nè đó, một nền hai nền ba nền đang trong quá trình chỉnh rút rồi đó. Có thể đây nó của mình đây, đây nền bốn nè bắt đầu chạy tiếp nè, cái cổ phiếu này càng đi lên càng mạnh thôi. Anh chị thấy không, nó vô có 64 tỷ thôi mà càng đi lên càng dữ, thấy không, thì chứng tỏ tổ chức mình cũng nắm nhiều nhiều hàng trong đây lắm rồi đó. Muốn kéo nó kéo dễ thôi à. Thì hôm nay cũng có một cái lực bán nhất định ở đó, mình đã nắm ở dưới đây rồi, nắm dưới đây nè, chả bao giờ sợ lỗ nè. Còn mua trên đây thì chịu nha, đu đọt trên đây thì em không biết, còn mua những cái vị thế tốt tốt dưới đây nè đó. Mua phải mua một hoặc điểm này nè đó, hoặc là xấu hoặc là chậm lắm là phải mua cái điểm này nè, cái điểm test cung này nè đó, chị thấy không, test cung nè, khối lượng thấp nè, ngày hôm sau chạy liền nè đó. Rất là hay, rất là đơn giản thôi. Test cung nè, test nhiều lần rồi. Cái cây này cây là no supply ba, no supply ba nè, nó nhúng xuống rồi, test cung mình một lần nè, test cung hai lần chưa chạy nè đó, test cung lần thứ ba mới chạy chạy luôn. Thì xuất hiện những cây này thì mua trong một trong ba cây này là tốt nhất. Chúng ta đi qua cái dòng ngân hàng thì những cái mã thì có những mã như là con ACB đó, muốn mua phải mua ngày mai, tại nó đang gần cái nền nha, nó đang gần cái nền thì chúng ta phải muốn mua phải đu cho mua ngày mai luôn, còn đợi nó chạy xa cái nền quá rồi nó gãy thì rất là tai hại. SSI coi chung chứng nha, đây mình review qua nha. SSI thì hôm nay có test cung nè, khối lượng thấp đi rồi loại bỏ sạc cơ số rồi tư rồi đó, chị thấy không, cái vùng giá thấp nè, cái vùng bé xíu à, không mà đó. Chỉ là nhà tôi nhỏ lẻ bán ra thôi và tổ chức họ mua à, kéo lên cái HS cũng thế này. Đó, thấy không, bùng dưới đây là thấp này, thấy không, bắt đầu kéo lên thì dòng chứng thì hôm nay cũng sự vận động khá tốt nha đó. Hôm nay tụt cung rồi nè, tụt vô nè, thì dòng chứng thì muốn tham gia chỉ còn dòng chứng thôi, anh chị có thể tham gia SSI, SHS vẫn còn điểm tham gia nha, vẫn còn điểm tham gia, SHS vẫn còn nè, SSI vẫn còn nè, VND nè, VND nó chạy cao quá rồi, VCI cũng rồi, cũng chạy cao quá rồi. VCI và VND là những cái con mà nó dẫn dòng chứng nha. HCM thì cũng đang nè tích lũy đỉnh thôi đó, khi mà vol nó cũng nhỏ nhỏ rồi nè đó. Nếu mà muốn chạy cố tham gia thì tham gia những con như con này cũng được, nên đâu đó cũng vô mô hình cốc tay cầm nè, hiểu không ạ? Đó thì đo từ đây lên nè, từ 23 34 11 giá thì tầm đâu đó nó sẽ lên được cầm 7 giá, lên cầm 40 đó. Mình target vậy đó, mua thì khi mình break được cái vùng này nè mình mua được nha. Đó là dòng chứng. Nhìn qua dòng thép một chút,
HBG hôm nay cũng có sự bật tăng nè. Đó. Khối lượng cũng đang bắt đầu kịt rồi, thì nó đâu đó nó cũng sẽ hấp thụ đỉnh thôi. Có nắm giữ, không mua mới. Nam Kim cũng vậy nè, Nam Kim này khối lượng cũng tụt nè. Tụt không nhiều. Thôi nó cũng sẽ mất thời gian nó tụt đỉnh. Những cái mã này vẫn vẫn động rất tốt nha. Nhưng còn Hang Seng hôm nay có hồi gần 9%, hôm qua giảm là em nói là cái phiên này sẽ cao, không gì phải lo cả. Đó, đợi nó vận động thôi, sợ vận động thôi. Rồi sẽ tiến lên. Tính lên mới tăng 5%. Đó. Tính lên nó cũng trong một cái xu hướng tốt, không có điểm mua. Con này có điểm mua em sẽ báo. Thép Việt Nam. TVN hôm nay lại giảm 1,5%. Upcom. Này cũng là test cung thôi. Đó. Nhiều khi lại máy lại chạy tiếp, những con này chạy biên độ lớn thì cũng không biết đâu mà gần. Cái thanh khoản hơi nhỏ nên mình cũng không tham gia. Đó thì nhìn chung dòng bang, dòng trứng, dòng thép nó đang vận động khá tốt. Dòng dầu cũng vậy. Dòng dầu thì mình chưa tìm được cái điểm mua phù hợp, tại vì nó đang ở cái kênh dưới quá nha. Đó, cái kênh nó đang hơi xấu một chút, mình chưa có tìm được cái điểm mua phù hợp cho cái dòng dầu này. Nó cứ đi lên thì nó sẽ đụng cái kháng cự đây nè, tức là lại thôi. À, nếu mà vô mua thì anh cũng không trả bao nhiêu giá hết, từ 22 lên 23 không bao nhiêu giá hết cả, sẽ đụng cái kháng cự này. Đó, thì phải đợi nó lên đây nè, nó tích lũy và một cái buồn nó kịt dần đó. Đó thì có thể tham gia được nha. BBD như là BSR cũng vậy nè. Đó, thì nhìn chung có sự vận động nó vẫn ok thôi, nhưng mà tham gia hiện tại tham gia thì sẽ hơi mất thời gian. Đó. Hôm nay có những dòng những bất động sản công nghiệp SSC là con này sẽ mất thời gian, dù nó tăng trần thì mình cũng sẽ không tham gia. Nếu mình có hàng ở trên đây thì nếu mà tăng lên mình hoàn bán thì tỷ nó mất thời gian đó. Đó, những cái con này hôm nay cái khối mít tăng tốt, cũng tăng tốt 20 điểm nè, viên 30 cũng tăng 20 điểm nè. Đó, small thử nha. Đó, small cũng tăng 18 điểm nè. Thì nếu mà anh chị đó mua thì phải mua trong ngày thứ 2, 3, 4 rồi. Còn ngày mai mua thì hơi trễ, những cái xong cho những cái dòng những ngân hàng thép và dòng trứng thì còn vẫn còn cái khả năng mình mua nha. Nhưng còn MBS, MBS hôm nay mua phải, nếu mà mua phải mua cái phiên mà lúc nó đỏ nè. Đó, chị thấy đỏ chắc chắn chị sợ chắc luôn đó, chị không có gan mà dám mua những cái phiên gì đâu. Thay nếu mà mua giới thúc đẩy anh chị thì anh chị may anh chị dám mua thôi, chứ mà khi những cái phiên này nè anh chị rất là khó dám mua 5%. Đó, EBS thì cũng khá tốt, là dòng chứng khoán MB. Đó thì nó cũng đang ở trong một cái tích lũy đỉnh thì cái xu thế nó rất là tốt nha. Nay mua được thì mua, còn không mua được thôi thì bỏ đi, không kịp đâu nha. Hoặc là đợi nó tích lũy, nếu mà tích lũy tốt nó không chạy luôn á, nó cạn nó vô lại thì nhảy vô mua, không thì thôi bỏ, không phù hợp với tiêu chí thì thôi bỏ thôi. Đó thì nhìn chung là cái bữa giờ thì mình đã nhập hàng đủ rồi, hôm nay mình cũng mua hướng một chút nha. Đó. Thì ngày mai thị trường như thế nào thì mình cũng không biết được, nhưng mà nếu mà so với dự định hôm nay tăng vào cuối phiên này thì ngày mai cái khả năng nó sẽ tăng tiếp và khả năng nó vượt được đỉnh. Đó. Hôm bữa mình cũng nói, em cũng nói là khi mà thì vẫn đi trong cái pin này mà nó có sự loại bỏ ở đây rồi, nó đi lên chưa bao nhiêu hết mà nó còn điều chỉnh đây nữa thì cái phiên này chả gì phải sợ đúng không, nó chỉ là cũng mà xét cao thôi đó, nên chúng ta cứ yên tâm nắm giữ hàng, bạn bè khách hàng họ thì cứ trấn an khách hàng yên tâm nắm giữ. Thì cái phiên này nó đi lên về với khối lượng thấp thì cũng chứng tỏ loại bỏ của nhà đầu tư nhỏ lẻ nhiều, cái thứ nhất. Cái thứ hai là nhà đầu tư nhỏ lẻ thấy cao quá không dám mua, thì nhà tôi nhỏ lẻ không dám mua thì tổ chức nó lại có càng có cớ nó kéo lên thôi để bắt đầu ép cái nhà lẻ tham họ nhảy vô. Nó cho họ nhỏ lẻ họ mua dưới đây được, bên đây họ chốt đi, mua cái cây đỏ họ chốt đi, nhưng mà có liệu là cái lòng tham họ có giữ được cái sự kiên nhẫn không, hay là tổ chức họ kéo lên dữ quá họ lại sợ nhà tôi nhỏ lẻ họ sợ mất cơ hội họ nhảy vô mua tiếp, thì lúc đó cái bô nó thật sự đúng là bắt đầu ấp vô nha. Đó thì đôi nét chúng ta em cũng chia sẻ với cái góc nhìn của mình với cho các anh chị, để anh chị có một cái có cái góc nhìn khác của để tham khảo để phục vụ cho việc đầu tư của anh chị tốt hơn. Thì cũng xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và những video lần sau.